Hương Chuối xin kính chào tất cả các quý khán giả thân thương ạ. À. Một ngày mới lại bắt đầu Hương kính chúc tất cả các quý khán giả các cô bác ông các ông bà cô bác anh chị và các bạn một ngày mới rất là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự may mắn và bình yên nhất cả. À. Thì hôm nay Hương sẽ cập nhật những cái tin vui mới nhất cho trong ngày sáng nay ha. Thì cũng chung quanh xoay quanh câu chuyện của idol chúng ta ca sĩ Hồ Văn Cường thì um, vào lúc hà, hôm nay vào lúc này là hai giờ bốn phút thì hương cũng mở cái kênh ra um, mình đôi okay, khi mình nghe nhạc thì mình không có để ý vào cái kênh youtube thì nó đã tăng cái lượt view ha lượt lượt người đăng ký thì hương mở vào đây và tự giờ hương cũng um, sáng giờ hương cũng xoay quanh cái kênh youtube và có những cái tin vui thì Hương sẽ chia sẻ lên cho mọi người là sáng nay cách đây mấy tiếng thì bé Cường đã vào thả tim và để biết ơn và tri ân những khán giả đã luôn luôn nghe nhạc cài view và ủng hộ con thì đầu tiên Hương cũng vào kênh YouTube ha để mình thấy cái gì và Hương mình chia sẻ luôn cái thông tin trên đây đây Ờ, Hồ Văn Cường Official ha Thì hiện bây giờ là 157.000 người đăng ký ha Và Hương cũng có biết cái bài um, uh, chúc mừng um, um, lên đó thì chút xíu sẽ Hương sẽ đọc cho chúc mừng con Hồ Văn Cường ha 157.000 người đăng ký cái kênh đã tăng lên 1.000 lượt sức nữa rồi cách một ngày hết cả nhà và mình lại vào um, người ơi đừng bỏ quê người ơi đừng bỏ quê thì hiện bây giờ nó là 1 à 1.200.000 lượt xem và 20.000 người, 1.200.000 lượt xem và 2.000 người à thích ha, 2.000 người thích và để lại bình luận là 51.712 lời bình luận. À 51.710 lời 2 12.000 lời bình luận và à Hồ Văn Cường Official đã bé Cường đã vào viết 4 giờ cách đây và Hương sẽ đọc lại cho cái cái câu bé viết ha. Cả nhà cài view. À, người ơi đừng bỏ quê mấy hôm nay có mệt không ạ à, con cường cảm ơn cả nhà bao ngày đã bao ngày qua đã yêu thương và ủng hộ mv này ạ à. à. mong chúc cả nhà sẽ có thật nhiều khỏe và luôn vui vẻ con cường gửi triệu trái tim cho cả nhà đây con cường gửi triệu trái tim cho cả nhà đây và bài này thì đã được 153 53 người thích và 184 lượt trả lời ha và tất cả những cô chú anh chị và vào vào để comment rất là nhiều trên đây 184 thì buổi tối chắc cả nhà ngủ thì bây giờ Hương đọc một ít lời bình luận cho cả nhà nghe ha chào thì 184 lời bình luận nè chỉ cần mỗi ngày con vô thả tim là cả nhà hết mệt ha lại có thêm động lực rồi Út Cường ơi giờ này cô vẫn còn thức cài cuốc cho con nè À, con nhớ vào thả tim tương tác với gia đình để có nhiều năng lượng con nhé à, cường ơi sao con thức phia vậy nhớ giữ sức khỏe nha con nghe con hát à, là cảm thấy vui chứ không có mệt đâu ạ à. chào con hồ văn cường ngủ sớm nhé thức phia không tốt đâu yêu thương con vô bờ bến thì đâu có thấy mệt đâu con cô đi làm cứ để máy nghe con ca như liều thuốc bổ sản phái tinh thần đó con trai nhớ thả tim cho cô là không thấy mệt nhen cô chưa được một trái tim ấm áp của con lần nào hết nha hi, hi. nhớ đừng thức phiêu quá ảnh hưởng đến sức khỏe nha con mọi việc còn lại có xanh à, đọt chuối lo hết không mệt mà rất là vui nhé à, mấy ngày nay nhớ út cường quá trời mà sao út thức phiêu vậy hả đi ngủ đi nha à, giờ này còn cài view cho út nè Đó là những cái MV đẹp làng quê Thanh Bình con người chân chất hiền lành giọng hát ngọt ngào da giấy, yêu thương vớ uh, gieo thương nhớ cho bao người thiệt, v, thiệt tuyệt vời cùng vào nghe nhạc vui vẻ cả nhà yêu ơi. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ cùng thưởng thức MV Người ơi đừng bỏ quê của Úc Cường. Chúc Cường uh, nghe nhạc đầu tuần cùng Cường vui vui vẻ nhé. Cảm ơn ca nhạc sĩ Sơn Hà đã sáng tác bài Cổng mẹ và Người ơi đừng bỏ quê uh, ý nghĩa nghe ngọt ngào cảm ơn con Cường à, trình diễn giọng hát ấm áp hay quá con trai ơi ngọt ngào dạt dào cảm xúc cảm ơn nhạc sĩ sơn hà đã sáng tác ca khúc người ơi đừng bỏ quê rất hay và ý nghĩa cảm ơn con trai nhà sinh đọc chuối đã dành hết tâm huyết để tạo nên chiếc mv tuyệt vời quê ngoại có luống rau quê nội có cánh đồng lời bài hát chân thật đến từng chi tiết cảm ơn nhạc sĩ sơn hà sáng tác cho bài út bài út bài hát thật tuyệt thì đó rất rất à, rất là hay ha rất là hay nhé cả nhà và những cái lời bình luận và cái bài à, bé cường đã thức phia vào và à, để lại cái lời bình lỡ rất để lời thả tim vào triệu trái tim ha triệu trái tim chuối cho cho mọi người thì chịu trái tim chuối cho mọi người thì bây giờ bài hát em viên người ơi đừng bỏ quê hiện vẫn giữ là ở trên thấp 4 nghe cả nhà thì đó là một cái tin vui và mọi người tiếp tục uh, cố gắng nghe nhạc cà view để uh, đẩy shop hơn và sau khi nghe được những cái um, những cái lời mà những cái uh, lời bình luận và những cái ta thấy được những gì hôm nay thì hương cũng có hương đọc lại cái bài viết của hương ha và bài viết của của Hương là khi mà thấy bé vào lời bình luận thì Hương đã đăng lên chụp hình cái lời bình luận và ảnh em vi người ơi đừng bỏ quê và những cái hình của bé hát trên sân khấu show vừa rồi ha thì cái lời Hương viết đây Hương chào cả nhà ngày mới nhé chúc cả nhà từng mới vui vẻ vui vẻ vui vẻ và sự như may mắn như ý nghe nhạc cài view thật vui nhé tràn đầy năng lượng tích cực con cường đã thức học bài tặng đêm phiêu và vào thả triệu trái tim cho khán giả và đại gia đình xanh đột chuối kìa thương con lắm luôn nhớ giữ gìn sức khỏe ngủ sớm nhé con sức khỏe là vàng nhưng con còn rất quý và vô giá như viên ngọc sáng kim cương à, hình ảnh Lê sinh từ cái phân lớp ạ à thì đây là những cái hình ảnh hương chia sẻ cái lời mà cái lời mà chúc mừng của bé cường thả triệu trái tim đó à, cô hương muốn viết làm triệu trái tim <laughs> lâu rồi à, toán toán học gửi lại cho thầy cô hết rồi không không biết mũ anh nào viết luôn và khi hương làm video hương chia sẻ video này thì hương mới um, và hương cũng phát hiện ra là trên cái kênh youtube đã tăng được một 000 lượt đăng ký ha thì hương cũng có bài viết nè Cường ơi đây là một cái trang 157 ha, ha 157 trên đây con số này đây để hương phân tròn đỏ hơn hương, hương viết vội vã quá hơn chưa có phanh tròn để làm dấu Hồ Văn Cường official ha đây là cái kênh YouTube luôn ha cả nhà vẫn đánh tay à, tìm kiếm tên và tìm kiếm tên bài hát để cho nó có tăng lượt tương tác à, nghe nhạc like thích và chia sẻ ha và đánh từng chữ và làm bằng thủ công bằng tay như vậy thì cái đó mới gọi là gọi là view thật ha cường ơi con lúc nào cũng là ngôi sao may mắn nhất mỗi lần nhận được tim to bự của con là có tin vui nói tiếp tin vui hà kỳ ghê á yêu ghê kia chúc mừng kênh uh, youtube tăng một ngàn lượt đăng ký 157 lượt đăng ký xin cảm ơn món quà quý giá to bự uh, của con triệu con tim và tình yêu thương khổng lồ của khán giả và đại gia đình xanh đọt chuối rất nhiều i love you all Hôm nay ngôi sao may mắn đang chiếu sáng bắt anh Ha, bắt anh Ba và chị Hai về nhé cả nhà. Thì đây, đó là những cái lời, những cái bài viết mà Hương thấy trên kênh YouTube Hương gửi lời chúc mừng và chia sẻ những cái niềm vui cùng với mọi người của ngày hôm nay. Ha, thì đó là vào cái kênh YouTube và lại trở lại về cái kênh YouTube thì mình đang nói về MV và cũng qua cái MV thì Hương sẽ đi, đi còn những cái bài hát hai cái bông hạt bay hai bài hát mà mình đang quan tâm là đèn phia và bài cổng mẹ bông hỏng bông hồng kẻ áo thì đã được rồi thì bây giờ cổng mẹ thì hương vào video ha cổng mẹ cổng mẹ thì nó 812 810, 12 lượt người xem hết cả nhà 812 thì thỉnh thoảng mình nghe mình nghe một hai bài rồi mình sang sẻ bài cổng mẹ vào nó tương tác bài này với bài kia chứ mình nghe một hoài một bài thì nó cũng không có phải, phải lâu lâu cái mình bấm vào cái bài này cổng mẹ mình nghe tia hai bài sang kẻ với nhau và một cái bài một cái bài đèn phia đèn phia thì bây giờ cũng rượt đuổi là 753 rồi đó 753.000 người lượt xem theo dõi ha thì đó là một cái bài Đó là những cái bài mà đại Hương thấy là rất sắp được triệu view à, Để mình có chú ý thôi Nhưng mà vẫn nghe nhạc tập trung Trên cái bài hát MV Người ơi đừng bỏ quê nhé cả nhà Đó là cái kênh Youtube Thì nói tóm lại là à, Hương rất là cảm ơn những tính tình yêu thương Của tất cả những khán giả nghe nhạc Luôn đăng ký kênh, chia sẻ Và À, nghe nhạc cài view ủng hộ cho con bao đêm thức đêm đức hôm và ngày và đêm thì đó là những cái tấm lòng những cái tình yêu thương rất là à, to lớn vô bờ bến hơn rất là trân quý và biết ơn những tấm lòng đó <laughs> tiếp tục và nghe nhạc cài view trên kênh hồ Văn Cường Official thì qua đây một cái kênh hồn bài hát này xì sẵn qua cái kênh về YouTube thì hôm nay hương đọc có một bạn à, viết một cái bài rất là hay và hương rất là đồng tình với bạn đó để à, chia sẻ à, một cái bạn này ở hải ngoại ha bạn sula à, Trâm bảo trương bạn viết cái bài để mà chia sẻ kêu gọi mọi người cài view thì mới nếu mà ngồi hương thấy bài viết rất là đúng thì à, mọi người nên chia nên cảm nhận và thấy những gì hương đúng hay là cho ý kiến ha thì bài bạn viết này hương rất đồng tình và cũng như là bạn thay lời hương muốn nói hương muốn nói ngay từ hôm qua nhưng mà hương chưa có kịp nói thì bạn đã thay lời hương muốn nói thì hôm nay hương chia sẻ cái con, cái bài viết này lên để cho mọi người đọc và hiểu và cảm nhận mình thấy cái nào đúng thì mình theo ha còn cái nào mà nó không đúng thì nói chung là cái quyền cái quyền riêng tư của mọi người nhưng mà một bài viết để hương đọc chia sẻ thôi còn mọi người có quyền chọn cho mình ha thì cái đó là quyền riêng tư cá nhân không có ai bắt buộc ha mấy ngày qua chắc à, chắc mọi người chúng ta đã thấy mv của bé cường không tăng tốc tăng view nhiều mà còn bị trừ mất đi view vì thế xin cả nhà lưu ý khi cài view cho con nhé và quan trọng nhất hiện nay là nhà xanh đọt chuối chỉ nên chú tâm và tập trung vào mv người ơi đừng bỏ quê của hồ văn cường official Ngoài ra bất kỳ ai đăng bài hay khấu vơ hay khấu vơ hát lại bài này trên YouTube, chúng ta đều nhất quyết không vào xem và không chia sẻ. Vì nếu chúng vì nếu không được sự cho phép của con là họ đã vi phạm bản quyền, họ chưa bị báo cáo là mai rồi. Chúng ta càng không nên thích và cảm ơn họ. Với riêng mình dù đây là hành động cố tình hay vô ý, họ đã chi phối chúng ta và làm ảnh hưởng đến số lượt view của bé Cường. Nhà xanh đọt chuối nào có lỡ đi lạc hay ngao du channel nào Cái kênh nào thì xin hãy trả về nhà của con Xin hãy trở về nhà của con Hồ Văn Cường Official và tập trung tăng tốc, tăng view cho MV Người ơi đừng bỏ quê Thôi nhé, cả nhà cũng đừng quên bấm like, thích và chia sẻ uh, nha Rất cảm ơn cả nhà Let's go nhà xanh đọt chuối ơi Thì đây là cái bài chia sẻ của một bạn ở hải ngoại thì rất là đúng thì hôm qua thì trước khi mà hương làm cái video đó thì buổi, buổi trưa này hương nói là một triệu với mọi người là một triệu hai trăm và khi hương đi vào đến chỗ làm thì nó còn dược lại có một triệu chín à, có một triệu chín một triệu chín hay gì hả chưa được một, một triệu hai thì cái view đó nó dược lại thì chứng tỏ youtube nó quét đó là những cái view ảo và khi hương đã nhận được những cái bài gửi cái link cái cover từ hôm trước và Hương thấy um, có nhiều bạn giàu thích và bình luận chia sẻ trên đó Hương chưa có Hương, Hương thấy là một cái um, cái gì đó nó sai sai thứ nhất là MV người ơi đừng bỏ quê là của ca ca sĩ nhạc Hạ Sơn Hạ viết riêng và đó là độc quyền cho idol ca sĩ Hồ Văn Cường thì đã có bản quyền độc quyền thì bất cứ một người nào đăng ký lấy bài hát hay là muốn khâu lại bài hát thì phải được sự cho phép đồng ý của bé cường và thì mới được còn và ngay lúc này đây dẫu rằng là họ có ngoài cái mục đích gì đi chăng nữa vô tình hay cố ý thì mình cũng uh, thấy là họ đang phân tán và tập trung uh, phân tán cái lượng của người của chúng ta khán giả để cài view tập trung cài view trên kênh youtube hồ văn cường official cho nên mọi người hãy vào kênh chính chủ hồ văn cường official ha còn cái chuyện khâu thì những cái sau này mà khi mà mình rảnh đó mình muốn thích mình nghe à, cái quyền của mình nhưng mà cái bạn mà cái tâm quyết của bé cường những cái bỏ thời gian tâm tư tiền bạc và tâm quyết nhưng mà người ta lấy lợi là người ta đã làm một việc làm không đúng và cho nên đó là vi phạm bản quyền ha thì hương nói vậy thì mọi người hiểu rồi thì mình hãy vào đúng trở về cái kênh chính chủ của hồ văn cường official bởi vì đây là cái tâm tư và cái ước mơ của bé và bỏ rất nhiều cái công sức thời gian và tâm huyết tiền bạc vô đó cho nên à, thương thương yêu idol thì mình hãy vào chính đó mình nghe nhạc ha cả nhà và cái bài hát mv đó thì đó là cái một bài viết rất là hay hôm nay sẵn lên sóng thì hương chia sẻ cái thông tin đó cho mọi người cảm nhận và mọi người hãy thấy và hãy trở về cái kênh của con và cũng đừng nên vào mà chia sẻ cái những cái youtube những cái cover đó và nói thích họ bởi vì mình không nên chia sẻ và mình cảm ơn họ mình không có nên cảm ơn họ cho nên cứ vào chính chủ ha thì Hương Hương không có muốn đề cập nhiều và nói nhiều thì đó là cái kênh youtube và sẵn qua thì cái kênh youtube thì mình sẽ vào cái kênh hồ văn cường fanpage để coi có cái gì mới hay không đa và hôm nay hồ văn cường fanpage nó cũng đã tăng lên rồi ha và cũng có cái tin vui đây sáu năm trăm lượt thích đã tăng một trăm một trăm lượt thích nữa vẫn là 12 người theo dõi ha đó và đó tự vọng vẫn là cái kênh hồ văn cường là cái là cái trang nhà là cái trang facebook chính thức cũng như mình có mọi người có trang facebook đó ha để cho mọi người hiểu nôm na là hồ văn cường fanpage chữ viết hoa ha và ảnh đại diện nhận biết là cái ảnh đại diện và cái ảnh cover là người nông dân mặc áo bà ba người nông dân và ảnh khâu giờ ảnh cái ảnh cover vẫn là cái poster người ơi đừng bỏ quê ha cả nhà đó thì cái kênh À, vẫn là cái email để à, tiếp xúc cho cái công việc là contact hồ văn cường at gmail com à, đó. tất cả đều viết hoa ha để địa chỉ email liên lạc à, liên lạc cho các bầu show hoặc là cho các doanh nghiệp tư nhân liên lạc bút show